Đây là sai lầm rất thường mắc phải của bố mẹ làm cho con của chúng ta đề kháng kém hay ốm tái đi tái lại nhiều lần. Cùng tìm hiểu bác Thắng trong video này thôi. Chúng ta biết rằng là trẻ con thì rất là hay ốm, do đề kháng của các em thì còn yếu này, rồi do dinh dưỡng có thể là các bạn ấy không ăn được, rồi do yếu tố môi trường các mầm bệnh nó nhiều. Thế nên là cái việc mà con ốm tái đi tái lại nhiều lần thì hoàn toàn bình thường. Nhưng rất nhiều bố mẹ biết rằng là con mình thì cần phải bổ sung chất A, bổ sung chất B, bổ sung vitamin, bổ sung khoáng chất để được khỏe hơn. Nhưng nhiều khi bố mẹ lại bổ sung không đúng cho con, không đúng thời điểm, không đúng thời gian, không đúng chủng loại. Chính vì thế mà bổ sung mãi các con vẫn không khỏe mạnh được hơn. Chính vì thế mà nếu mà bố mẹ nào đang gặp những cái vấn đề như thế này thì bố mẹ có thể inbox với bác sĩ Thắng để bác sĩ Thắng có thể tư vấn cho bố mẹ về cái trường hợp của con nhà mình. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói đến những cái sai lầm thường gặp khi mà bố mẹ bổ sung cho con mà con mãi mà vẫn hay ốm. Sai lầm số 1 đó là bố mẹ bổ sung các dưỡng chất cho bé quá muộn. Có nghĩa là thường thì khi mà chúng ta đợi đến khi con chúng ta ốm nhiều lần này rồi, con chúng ta còi cọc này, con chúng ta suy dinh dưỡng rồi thì chúng ta mới tá hỏa đi và inbox với bác Thắng hỏi là bác ơi con em cần phải bổ sung cái gì. Thì tất nhiên là khi đó thiếu con bạn bổ sung thì rất tốt. Nhưng nếu chúng ta có được một cái góc nhìn rộng hơn là con mình đang 6 tháng, con mình đang 9 tháng, con mình đang 1 tuổi thì ở cái thời điểm này các em bé thường thiếu chất gì và chúng ta bổ sung sớm cho bé, bổ sung dự phòng cho các bé thì rõ ràng rằng là gì, em bé sẽ khỏe sớm hơn, tránh được những cái đợt ốm tái đi tái lại nhiều lần, tránh được việc là em bé bị chậm tăng trưởng. Chính vì thế một trong những sai lầm đầu tiên đó là bổ sung quá muộn. Số 2 cũng là một cái sai lầm mà rất nhiều bố mẹ gặp phải, đó là có rất nhiều mẹ thì xem là em có xem video của bác bảo là bổ sung kẽm cho con, bác bảo bổ sung sắt cho con, bác bảo là bổ sung vitamin D cho con, em cũng về em đi mua. Thì rất nhiều bố mẹ mua các cái sản phẩm, có thể trong sản phẩm đó họ ghi là có vitamin D này, có sắt này, có kẽm này, vân vân. Nhưng ấy, bố mẹ lại quên mất được rằng là nhu cầu của các bé từng độ tuổi là khác nhau. Một cái sản phẩm nó có thể cung cấp đủ sắt nhưng chưa chắc đã đủ kẽm, cung cấp đủ sắt đủ kẽm nhưng lại thiếu vitamin D. Có nghĩa là việc mà bố mẹ sử dụng các sản phẩm ấy có thể là đúng cái chất của mình cần rồi nhưng mà lại sai liều lượng, đã không phù hợp với cả lứa tuổi của các bé cũng sẽ làm cho cái việc bổ sung của chúng ta không có tác dụng. Thế nên là gì? Là tăng đề kháng cho con, bổ sung dưỡng chất cho con, nhưng ngoài việc là đúng chất ra thì còn phải đúng liều lượng nữa nhé. Và tất nhiên là mỗi lứa tuổi khác nhau thì em bé sẽ có nhu cầu khác nhau. Cái số 3, đây là một cái câu hỏi cũng rất là nhiều bố mẹ hay hỏi bác là bác ơi em bổ sung cho con tăng đề kháng rồi, bổ sung chất A, bổ sung chất B rồi, thế mà tại sao con em nó vẫn cứ hay ốm? Thì bác hỏi là thế bố mẹ bổ sung bao giờ? Bố mẹ bảo là em cứ thấy đợt nào cháu ốm thì em bổ sung cho cháu khoảng một lọ thì bố mẹ chia ra là dùng bao lâu, khoảng 2-3 tuần. Thì xin thưa là việc bổ sung dưỡng chất cho các con ấy trong một khoảng thời gian quá ngắn, 1-2-3 tuần ấy, nó sẽ chưa thể cải thiện được sức đề kháng của các bé ngay đâu. Mà cái điều này chúng ta cần phải bổ sung trong vòng khoảng từ 1-3 tháng. Bổ sung sắt cũng vậy, bổ sung kẽm cũng vậy, bổ sung vitamin A cũng vậy. Và đặc biệt là ví dụ như vitamin D và men vi sinh thì đôi khi chúng ta có thể bổ sung cả năm được. Có nghĩa là gì? Là chúng ta cần phải nhớ là cái thời gian bổ sung các cái dưỡng chất này ấy, nó cũng khác nhau. Và tùy tình trạng của em bé sẽ có cái thời gian chỉ định khác nhau. Có thể là 1 tháng, có thể là 3 tháng, có thể là 6 tháng hoặc là bổ sung cả năm. Đó, ví dụ như là những cái em bé mà sinh non ấy, thì phải bổ sung sắt đến hết năm đầu tiên với cái liều là 2mg trên kg cân nặng cơ. Thế nếu mà bố mẹ mà không bổ sung đủ cho các bé thì bé sẽ bị thiếu máu, còi xương, suy dinh dưỡng. Thì đó là ba cái sai lầm rất thường gặp của bố mẹ khi mà chúng ta bổ sung cho con, làm cho con bổ sung mãi rồi nhưng mà vẫn hay ốm, vẫn đề kháng kém. Và bác sĩ Thắng rất mong là nếu mà bố mẹ có những cái vấn đề gì, inbox với bác sĩ để bác sĩ có thể tư vấn cụ thể từng trường hợp của các em bé để giúp các em bé khỏe mạnh hơn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.